xin chào quý vị và các bạn. Liên tiếp cả tuần nay, cả Bắc Bộ và Trung Bộ đều chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây, nên suốt từ ngày 3 tháng 5 cho đến nay tại các khu vực này đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, vùng có nắng nóng gay gắt tập trung ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa tới Bình Định và Phú Yên. Sang đến ngày hôm nay, tình trạng nắng nóng sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần ở các tỉnh miền Bắc. Những điểm nắng nóng chủ yếu chỉ còn tập trung tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với mức nhiệt phổ biến là từ 34 đến 37 độ. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ dao động từ 32 cho tới 35 độ. Từ khoảng chiều tối nay sang đến ngày 11 tháng 5, một không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta và nén rãnh mây dông xuống Bắc Bộ nên sẽ có mưa rào và dông. Mưa xuống sẽ dập tắt hoàn toàn nắng nóng ở miền Bắc. Tuy nhiên, đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao, không khí lạnh tràn xuống sẽ gây xáo trộn mạnh trong bầu khí quyển, nên rất dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Nắng nóng cũng có xu hướng giảm dần từ ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung. Những điểm nắng nóng gay gắt sẽ thu hẹp lại. Nhiệt độ cũng giảm xuống từ 2 đến 3 độ so với những ngày trước đó. Mức nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Trung Bộ sẽ phổ biến là từ 33 đến 36 độ. Từ ngày 11 và ngày 12 tháng 5, khi rãnh mây dông ở phía Bắc bị đẩy xuống sẽ tác động đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông. Trong cơn mưa dông, người dân cũng cần chú ý đề phòng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là ở các huyện vùng núi. Khu vực Trung Trung Bộ thì thời tiết ít mưa hơn, nếu có thì chủ yếu là mưa dông về chiều tối. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng nhưng nhiệt độ sẽ giảm đi từng ngày và nắng nóng thì hầu như sẽ chấm dứt hoàn toàn trong ngày 12. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay thời tiết vẫn chủ đạo là có nắng nhiều vào ban ngày, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ trên cả hai khu vực này tiếp tục duy trì ở mức cao từ 35 đến 37 độ, cục bộ có điểm cao hơn. Khả năng về chiều tối có mưa dông nhiệt xảy ra và tập trung chính ở các tỉnh biên giới phía Tây Nam. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, sau chuỗi ngày chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng thì từ ngày hôm nay, một bộ phận không khí lạnh mới từ lục địa Trung Quốc sẽ di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây đầy lên và giảm khả năng hút gió. Vì thế mà ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển miền Trung cũng như là khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió yếu đi nhanh, không nơi nào còn có gió mạnh vượt quá mức cấp 5, độ cao sóng cũng sẽ giảm xuống xấp xỉ ở mức cấp 2m. Còn tại khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục chuỗi ngày thời tiết tốt, trời không mưa, gió yếu dưới cấp 5 và không xảy ra tình trạng biển động trên bất kỳ khu vực biển nào. Với thời tiết như vậy thì rất thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân và lưu thông hàng hải của tàu thuyền. Thưa quý vị, dự báo vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn có xu hướng suy yếu và mờ dần trên khu vực Bắc Bộ. Do vậy, trong ngày mai, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp và giảm dần. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 33 đến 36 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi là trên 36 độ, đồng thời mưa dông cũng tăng nhẹ. Sang ngày 11 đến ngày 12 tháng 5, hội tụ gió trên cao được thiết lập ngay trên khu vực Bắc Bộ. Do vậy, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm và nắng nóng tạm thời chấm dứt. Thay vào đó, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh, gây ra những cơn mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh Trung Bộ, trong ngày 10 tháng 5, nắng nóng gay gắt vẫn còn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, với thời gian nắng kéo dài gần như liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn. Nền nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi vẫn trên 39 độ, ban đêm thời tiết ít mưa. Sang ngày 11-12 tháng 5, nắng nóng mới thu hẹp và giảm hẳn về cường độ, chỉ còn xuất hiện nắng nóng diện hẹp. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ trong ngày 12 thì khả năng có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng tại Đà Nẵng, thời tiết trong 3 ngày tới chủ yếu có mưa dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, lưu ý các hoạt động ngoài trời nên tránh thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, vì lúc này cường độ nắng vẫn còn khá mạnh và tiết trời oi bức. Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, bảo tàng Đồng Đình như đưa chúng ta tìm về một miền ký ức xa xưa có giá trị cao về văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, với khuôn viên bảo tàng chia thành 4 khu chính, dùng làm nơi trưng bày cổ vật, khu trưng bày tác phẩm mỹ thuật, nhà ký ức làng chài, nhà trưng bày dân tộc học. Dạo qua hết các khu trưng bày này, du khách bắt gặp lại hình ảnh ngôi nhà tường cổ theo phong cách của thợ Kim Bồng, những bộ sưu tập gốm cổ theo từng chủ đề, phần nào phản ánh sự phồn thịnh về gốm sứ ở các giai đoạn khác nhau trong lịch sử nước ta. Một điểm đặc biệt khác của bảo tàng Đồng Đình chính là bảo tàng này được xây dựng trong môi trường sinh thái rừng bao quanh, mang đến không gian xanh mát, yên tĩnh,
phảng phất hơi thở của thiên nhiên khoáng đạt, góp phần tôn thêm nét đẹp cổ kính, cũng như tăng thêm tính phong phú khi du khách lựa chọn các sản phẩm văn hóa du lịch của tỉnh. Còn với các tỉnh Nam Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới khá ổn định, phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt độ dao động quanh ngưỡng 35 độ. Chiều tối và đêm chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Lên vùng cao Tây Nguyên, thời tiết trong 2 ngày tới sẽ tiếp tục duy trì cảm giác nóng, oi bức và hanh khô do vào ban ngày trời ít mây và nắng nóng xảy ra diện rộng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có thể đạt trên 39 độ, đồng thời chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Sang ngày 12 tháng 5, nắng nóng có khả năng giảm dần về phạm vi cũng như cường độ. Cùng với đó, nền nhiệt giảm là sự gia tăng nhẹ của những cơn mưa dông trên khu vực, khiến cho bầu không khí phần nào trở nên dịu mát và cũng sẽ dễ chịu hơn. Ở các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong những ngày tới với nhiệt độ cao nhất ngày duy trì trong khoảng 34-37 độ. Riêng ngày 12 tháng 5, cường độ nắng nóng có khả năng sẽ giảm nhẹ. Do tiết trời ban ngày oi nóng và hanh khô nên không mấy ủng hộ trong hoạt động ngoài trời. Riêng chiều tối và tối, mưa dông có thể xảy ra khoảng 1/3 diện tích khu vực, tập trung chính tại phía Bắc, miền Đông và ven biển miền Tây. Trong khoảng ngày 11 và 12 tháng 5 thì mưa có xu hướng tăng nhẹ.